Rồi, bước đầu tiên là bẻ cò xuống. Rồi, sau đó lên ga. Rồi, sau đó gài cò này xuống lại, nghe cái cắt. Đây, cái xuống này, nhớ nha. Đây là cứ cắt vậy đó, đầu để vô. Thấy gài cò. Gài cò trước nè. Đó, gài cò xuống. Lên ga. Để cần này xuống. Kêu cắt. Vô.